Thứ tám là vô di không Nếu lìa hữu gì Vô di bất khả đắc Lìa hữu gì Lìa hữu gì Vô di và hữu di là đối lập Mà sinh ra một khái niệm trừ tượng Trong bách pháp minh môn gọi là Bất tương ưng hành pháp Là khái niệm do tương đối sanh ra Nếu không có hữu di thì Vô di cũng không có Cũng tức là bất khả đắc Chư Phật Bồ Tát Lìa hữu gì Họ lì như thế nào lì, đây, Lìa Chấp trước Đối với Pháp hữu gì Lìa lì, Phân biệt đối với pháp hữu gì lìa khởi tâm đồng niệm đối với pháp hữu gì đây gọi là lìa thật gọi là lìa pháp hữu gì pháp hữu gì còn chăng còn Còn vì sao phải lìa Vì nó là giả Nó không phải thật Ta có thể thưởng thức nó Có thể thọ dụng nó Nhưng không thể đạt được nó Cũng không thể khống chế nó Nó là giả Giống như xem tivi vậy Hình ảnh trên màn hình Ta cũng không thể đạt được à hóa Màn hình trên tivi là pháp hữu gì là, ta, ta biết nó là giả Đối với nó Không khởi tâm Không động niệm Không có chiếm hữu Không có phân biệt chập trước Đây gọi là pháp vô gì Cho nên nói Vô di mà vô sợ bất di Ý này ta đã hiểu